Thưa quý vị, tại Nga vào ngày 12 tháng 9, một máy bay chở khách hạng nhẹ L-410 của Nga đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay xa xôi ở phía đông Siberia. Vụ tai nạn đã khiến 4 người, trong đó có một phi công thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được tích cực điều tra. Chiếc máy bay do hãng hàng không Sila Airlines của Nga vận hành đã gặp nạn khi đang bay từ thành phố Ikutsk đến một sân bay khu vực ở Karachiskoye, cách đó khoảng 500 km về phía đông bắc. Theo cơ quan chức năng, các phi công đã cố gắng thực hiện động tác xoay vòng, nhưng kết quả máy bay vẫn đáp trượt đường băng và bị rơi ở rừng Taiga, cách sân bay khoảng 4 km. Theo hãng tin RIA Novosti, máy bay đã bốc cháy sau khi bị rơi. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ để giải cứu người dân bị mắc kẹt trên máy bay. Hiện tại có khoảng 50 người liên quan đến vụ việc. Thông tin từ các phương tiện truyền thông cho biết có ít nhất là 16 người trong đó có hai thành viên phi hành đoàn đã có mặt trên máy bay, bốn người trong số này bị thiệt mạng bộ các trường hợp khẩn cấp của nga cho biết các dịch vụ khẩn cấp và đội cứu hộ ngay lập tức được điều động đến hiện trường vụ tai nạn nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn chưa được xác định theo một nguồn tin trong dịch vụ hàng không dữ liệu sơ bộ cho thấy vụ tai nạn có thể do lỗi của phi công hoặc do động cơ bị trục trặc